Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Tổ quốc bay trên nước Mỹ, bay đẹp phất phơ. Hồ Chí Minh mua đêm. Nói chứ cờ tổ quốc bay, mình đi đâu mà mình mang theo cờ tổ quốc bay. Tôi nói chứ các bạn, nó là một cái sự gọi là hãnh diện của một cái dân tộc. Chỉ có những người Việt Nam có tổ quốc. Khi các bạn đi đâu mà các bạn có tổ quốc, các bạn sẽ cảm thấy rất là hãnh diện. Nhất là ở trên cái đất Mỹ này, một cái lá cờ đại diện cho một dân tộc, đại diện cho một cái quốc gia chính nghĩa và chính thể. Các bạn thấy mình cặm và mình hiên ngang, mình vẫn đi trên cái đất Mỹ, chứ không phải lén lút rồi phải xin rồi cặm ở chỗ này, cặm ở chỗ nọ. Các bạn thấy nó cái đó là những cái biểu ngữ thôi. Cờ xí ở bên Mỹ này là vô số, rất là nhiều cờ, nhưng mà nó đại diện cho những cái đoàn thể, những cái sắc tộc, chứ nó không có nói lên vấn đề mà một cái quốc gia hay là một cái đất nước riêng biệt. Cho nên những cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, anh chị các bạn biết, nó rất là xạo. Nó lấy lá cờ của nó cầm ở chỗ này, nó cầm chỗ nọ. Các bạn biết ở bên Mỹ đó, nếu mà cầm lá cờ như trong cái cộng đồng người Việt vậy, là phải xin phép mới được cầm, chứ không phải là muốn cầm là cầm đâu. Dưới cờ Việt Nam tổ quốc, lợi minh, mình đi đâu mình cảm thấy hãnh diện cái tinh thần dân tộc của mình là mình cứ cầm thôi, không có cần phải xin phép. Tại vì đây là một cái lá cờ chính nghĩa, một cái lá cờ mà hiện nay có một cái tiếng nói rất là mạnh trên cái cộng đồng thế giới ngày hôm nay. Có nhiều người, những thành phần mà dân chủ cụi trong nước, nó cũng ăn theo, nó cầm lá cờ ba sọc. Các bạn thấy không, tào lao, cái đó nó giống như một cái bẻ gách thôi. Có nhiều người họ không hiểu, họ tưởng đâu ghê gớm lắm,
Ồ, chắc là tụi ba que, tụi chống cộng ở hải ngoại là nó đang có một cái tổ chức, một cái quốc gia nào của nó thì ghê gớm lắm. Tụi nó lừa không anh chị các bạn ơi, nó lừa thôi. Mấy cái đám chống cộng mà nó lừa mấy chục năm nay rồi. Các bạn thấy ở bên Mỹ này những cái lá cờ, những cờ ba sọc á, treo nó chỉ được bao nhiêu ngày thôi. Tôi nói cho các bạn biết, xin phép mà treo ở mấy cái chợ, trong cái cộng đồng người Việt á, nó có 30 ngày mà phải đóng tiền, phải đóng tiền mới được treo. Còn cờ Tổ quốc Việt Nam lại mình đi đâu mình cảm thấy Tổ quốc ở trong lòng mình treo thôi. Các bạn thấy không, mình đâu cần phải xin phép. Thằng Mỹ nó không có bắt buộc, nó không có bắt buộc mình cái vụ đó. Rồi mấy cái tụi chống cộng nó là mày có ngon mà treo trong cộng đồng người Việt cũng tào lao, treo trong đó để làm gì? Cái đó đâu phải là đại diện cho Việt Nam. Các bạn thấy cái tinh thần dân tộc của mình nó cần phải thể hiện đúng cách, đúng nghĩa, đúng ý nghĩa của nó, chứ đâu phải mà phải vô trong cái cộng đồng Bô Sa hay là vô khu Cali chỗ này chỗ nọ cầm chèn. Ơi, cái tụi chống cộng các bạn biết nó xạo trá lắm, nó dụ vô đó để đặng mà nó kiếm cách để đặng nó trù dập mình, rồi đó nó đưa lên mạng. Các bạn thấy không, nó đưa lên mạng để đặng nó trong quê. Mà em sống dữ vậy. Nhưng mà tôi Lợi Minh ở Mỹ lâu rồi, mình biết luật pháp, mình đâu có chơi, mình đâu có để mắc bẫy tụi nó anh chị các bạn á. Thôi thì cũng tối rồi, bữa nay mình đi ra hơi trễ cho nên mình like tới đây. Bây giờ mình phải vô trong kia mình đi câu cá anh chị các bạn, tại vì cuối tuần cũng chẳng làm gì, mình đi câu cá cho nó vui. Nhưng mà mình đi đâu mình đi lá cờ Tổ quốc của mình vẫn bay vậy đó, hàng nào dám đụng vô. Tôi nói anh chị các bạn biết, mấy thằng ba sọc nó dọ này nọ, mày dám đụng vô à, vẫn chơi hoài, tao cho mày đi tù liền chứ ở đó. À, tại vì lá cờ Tổ quốc của mình mà, mình bay đúng theo cái tinh thần dân tộc của mình. Các bạn thấy không, đẹp không? Ở đây Mỹ cũng đông lắm nè đó, có ai đụng chạm tới mình đâu, mình chơi theo cái đúng theo pháp luật thôi. Đấy, thôi lại mình xin chào anh chị em các bạn nha, tại vì mình phải đi vô trong này, nó mất sóng rồi, vô trong cái núi này, nó chỉ ở ngoài khu bên này là cái khu vui chơi, cái khu mà người ta đi tàu rồi, cho nên mất sóng rớt là coi như là offline nha anh chị các bạn. Hôm nay mình đi tàu nhỏ, mình đi câu, ở trong đây cá dữ lắm. Ra hướng về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu để vượt qua cơn đại dịch, cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như bà con ở khu vực miền Nam sẽ cố vượt qua cái cơn đại dịch, và đất nước sẽ vươn mình ngày càng tốt đẹp hơn, giàu có và văn minh phồn thịnh. Còn cái đám chống cộng toàn là cái lũ ô hợp không mà dồi bọ mà, tôi nói chuyện qua mấy tụi đó là nó dồi bọ ô hợp, chẳng có cái lũ nào nó ra hết trơn. Anh chị em các bạn mà vô mấy cái diễn đàn chống cộng, nó xuyên tạc Covid Việt Nam, nó cũng xuyên tạc nữa, trong khi đó bố Mỹ của nó Covid chết hơn 621.000 người. Rồi những cái mà bất cập trong vấn đề Covid vừa rồi Mỹ nó khủng khiếp luôn, trong khi đó Việt Nam xảy ra, người ta đang không tìm cách để đang khống chế mà nó cũng xuyên tạc. Mấy cái đám chống cộng, tôi nói chị các bạn, sao mấy cái thành phần đó nó đi ra Mỹ, nó đi ra nước ngoài rồi, nó bị cái gì á, đầu óc tụi nó hết thuốc cứu luôn hay sao á. Mỗi lần mà tôi vô tụi nó ăn nói rồi nó chia sẻ, có cái con nào mà nó nói nó bên Canada chứ chịu Canada, nó nói thà nó qua bên Canada nó banh háng cho tụi Tây. Các bạn thấy không, nó ô nhục đến độ như vậy đó, nó ô nhục dã man, nó mất đi cái tính tinh thần dân tộc, và nó mất đi cái tính người. Cái đám chống cộng ở hải ngoại chị các bạn, mà tôi thấy mà ớt chà đầu. Rồi giống như con Rosa Đào, rồi mấy cái tụi mà ở bên Mỹ, nó thà nó ăn xịt Mỹ còn hơn là nó về Việt Nam. Kinh khủng, cái tụi đúng là ô hợp thiệt chứ.
công nhận cờ cờ Việt Nam đẹp thiệt anh chị các bạn. Lá cờ tổ quốc công nhận đẹp thật chứ. Tôi nói chị các bạn, vô cùng tự hào. Nó thiêng liêng mà nó có cái hồn nha anh chị các bạn. Cờ tổ quốc Việt Nam á, có hồn thiêng sông núi. Còn lá cờ Ba Sọc các bạn thấy, chàng ơi, cầm thì phải xin phép, rồi phải trả tiền lệ phí, rồi cầm nó có thời gian cố định chứ không phải cầm hoài đâu. Các bạn thấy đó, tụi nó lên mạng nó xạo thôi, nó dụ mấy người trong nước thôi. Tôi nói gì các bạn, mấy tụi mà chống cộng ở hải ngoại, tôi mà đập tụi nó là không trượt phát nào. Tôi bảo đảm tôi nói gì các bạn, thôi mình ốp nha anh chị các bạn.